mọi thứ đã sẵn sàng cho cuộc chơi dài trong buổi chiều ngày hôm nay. Hiệp một của trận đấu đã được bắt đầu. Ngày hôm nay thì Hy Hoàng Mobile sẽ đá với trang phục quen thuộc sắc đỏ và với khung thành ở phía tay trái cho hiệp một. Đó được xem là trận đấu then chốt và mang tính chất quyết định. Quá nguy hiểm, không vào. Tuấn càng phá xuất sắc của thủ thành anh Trung. Trong khi đó thì ngày hôm nay cao thủ Tuyên Sơn đang đá với một trận đấu không được xem là quá mạnh. Ở cầu này với cao thủ Hiền Hồng Bay, cao thủ vẫn đá khá nguy hiểm. Đó là thuộc đất nước nhà của trung vệ bao số 18 bên phía cao thủ Huy Hoàng Mobile. Một pha phá bóng đã khiến cho anh Trung bất ngờ. Và như vậy lúc này thì chúng ta đang thấy được sự kết nối và sự quyết tâm rất cao đến từ cao thủ Tuyên Sơn khi mà họ vừa có bàn thắng 10 tỷ số. Và ngay lập tức thì treo số 1 thủ thành rất quan trọng của Tuyên Sơn đã được đưa ra ở khu vực giữa sân với chiếc áo của thủ thành Quang Trung. Anh đã không thể góp mặt trong trận này do dính chấn thương vào tuần trước thi đấu với cao thủ Hoàng Số An Phú trong một pha bóng mà anh đã tự dính chấn thương. Là 1-0 dành cho cao thủ Tuyên Sơn. Xuống đây, cắt đầu. Cú sa trận bất ngờ của tiền vệ áo số 7 bên phía Tuyên Sơn. Như đó là một trận đấu mà họ cũng đã có được tạo ra được nhiều gọi nguy hiểm. Như vậy là có bàn thắng thứ hai dành cho Tuyên Sơn. Một lần nữa thì anh Trung lại phải đối mặt với một chiếc áo hồng trong một pha bóng trực diện và không có ai theo kèm cả. Đó là pha kết thúc chân trái của Tấn Văn và mặc dù anh Trung đã nỗ lực nhưng tướng chạm tay vừa rồi cũng không thể đưa cho bóng đi ra ngoài. Phan Quyền. Mặt bóng rất nguy hiểm, Xuân La. Cơ bao. Mặc dù không phải là vị trí sở trường nhưng Hữu Trường đã cho thấy khả năng phản xạ của mình là cực nhanh. Vật Vĩ Lượng. Thành Thuận. Hai đánh một dành cho cao thủ Hữu Hoàng Bộ Bái. Cơ rất đáng tiếc với pha xử lý vừa rồi của Usavi. Tiếp tục là vị trí đáy biên đang được khai thác bởi cao thủ đó. Đủ chuyển về hơn của Văn Gâu. 3-0 ra cho Tuyên Sơn. Bàn thắng đầu tiên của Vĩ Lượng trong trận đấu này. Bây giờ thì khoảng cách đang là rất an toàn dành cho Tuyên Sơn để nghĩ đến 3 điểm ở trận đấu ngày hôm nay rồi. Thì 3 thời gian được phía trước vẫn còn rất nhiều. Có lẽ như việc phải gặp chấn thương suốt một quãng thời gian dài ở mùa giải năm nay đã phần nào khiến cho Văn Ngư không có được cảm giác bóng quá tốt. Cầu thủ đá vắng mặt rất nhiều các trận đấu trong áo của Huy Hoàng Mobile ở mùa giải năm nay. Vi Cường. Cú đá rất nguy hiểm. Vẫn là cú đá chân trái quen thuộc của Vi Cường. Lúc này thì bên phía Huy Hoàng Mobile sẽ còn tiếp tục có thêm một sự thổi người nữa. Họ đang đá và thi đấu tương đối thông dòng trước cao thủ Huy Hoàng Mobile. Và thêm một lần nữa thì cái chân trái Huy Cường lại được tung ra và hướng về khung thành của anh Trung. Đó luôn giúp cho Tuyên Sơn có rất nhiều những sự lựa chọn trong cách chơi, trong cách tổ chức tấn công của mình. Hoàng Quân. Bóng đá chạm côi dọc và cú đá thứ hai thì bóng vẫn chưa đi vào khung thành của anh Trung. Và thắng thứ tư đã đến rất gần rồi nhưng côi dọc đã từ cho bàn thắng của Hoàng Quân. Để giúp cho Tuyên Sơn đạt tỷ số lên 4-0. Ở trong trận đấu trước với cao thủ Sài Gòn Sơn thì Hồng Phong cũng đã được các đội dành cho rất nhiều những sự ưu ái và rất nhiều những cơ hội. Đó là một trận đấu mà Hồng Phong không có được cảm giác và phong độ quá cao. Hy vọng là trong trận đấu này thì anh sẽ có được phong độ tốt hơn, có đúng với thực lực và sức mạnh của mình thì không khá nguy hiểm. Từ một quả đá của phạt góc cố định thì Phan Quyền đã mang đến sự bất ngờ cho Hữu Trường. Bàn thắng đầu tiên của Huy Hoàng Mobile ở trong trận đấu này. Và đưa bóng về góc gần đã khiến Hữu Trường bất ngờ. Cũng không thể trách được Hữu Trường ở trong pha bóng vừa rồi vì đây không phải là một vị trí được xem là sở trường của anh. Quan Quyền chính là người đã giúp cái tỷ số xuống 1-3 cho cao thủ Huy Hoàng. Hồ Nguyễn. Bóng vẫn còn trong sân.
Đường bóng về dành cho Hisavi. Vẫn còn. Vẫn là Huy. Cởi. Vào. Pha xử lý rất gọn gàng đến từ Hisavi và bàn thắng thứ hai dành cho Ivan Bobai. Rất bất ngờ. Đã có những sự lúng túng và sự thiếu tập trung nơi phòng ngự về phía Tư Sơn. Đó là việc đã khiến cho họ phải nhập bàn thứ hai. Và dứt điểm là quá khó của Hisavi. Bây giờ thì khoảng cách chỉ là một bàn thôi. Điểm bất ngờ đã đến cho hiệp hai khi mà đội bóng Huy Hoàng Bài đã liên tiếp có được hai bàn thắng ở trong hiệp thi đấu thứ hai này. Rất hay, 3-2 dành cho cả thủ Huy Hoàng Bài. Hisavi không vào. Quá tiếc với pha xử lý vừa rồi của Hisavi. Rất nhiều những phương án dành cho cao thủ áo đỏ trong tình huống vừa rồi. Thì đáng tiếc là Hisavi đã không thể tận dụng thành công. Rất nguy hiểm. Phạt công dành cho Hoàng Mobile. Đêm nay thì mọi người cũng đã có rất nhiều những thủ cắt bóng tốt về phía Hoàng Mobile. Phản công dành cho cao thủ áo đỏ. Rất đáng tiếc là đường chuyền lại hơi mạnh một chút. Nguy hiểm. Cơ bao. Vận ngữ bất ngờ dâng cao và tạo ra đôi chút khó khăn giải cho Hữu Trường. Một giải pháp an toàn đã được đưa ra nhanh. Huy Quang. Rất nguy hiểm. Trần Hải. Vẫn còn giải cho cầu thủ Thiên Sơn. Không được. Cả hai đội bóng trong trận đấu này vẫn chưa có quyết định đưa ra chuyển. Nếu như được vị trí của Vĩ Lượng ở còn hai thì rất có thể đó sẽ là bàn thắng thứ tư dành cho Tiến Sơn rồi. Mọi người một lần nữa cho thấy anh cho vị trí là cực kỳ tốt, ngăn chặn đường chuyền vào trong của cầu thủ bên phía Tiến Sơn. Phấn đoàn khá nguy hiểm. Bóng được treo về góc cao của thành của anh Trung. Một lần nữa thì thủ thành số 1 của Huy Hoàng của bài lại. Đấy đâu. Không à, quá như vậy là bàn thắng vẫn chưa đến dành cho cao thủ Tiến Sơn. Và bay người cứu thua xuất sắc của anh Trung. Lưới đá rung lên như bóng đá đi ra nách lưới thứ bàn. Như pha đó là pha cắt bóng tốt của Vũ Nguyễn. Sau đó thì Trung Toàn cũng không thể giúp cho anh Hoàng có thể có một pha chụp hai bóng tốt. Như vậy đúng lúc này thì trọng tài đã cho trận đấu khép lại. Tuy Sơn đã vượt qua được Huy Hoàng của bài ở trong trận đấu lượt về với tỷ số sát đúc là 3-2. Một kết quả đủ để giúp cho Tuy Sơn có được 3 điểm trọn vẹn ở trận đấu này.